Ok. Mình học tiếp nha con. Ủa không, thì ngã nó bác nó hỏi mật khẩu hả Tuệ? Nó hỏi mật khẩu xong rồi con đúng rồi nhưng mà nó cứ bảo là sai mật khẩu. Hay là cô bữa sau cô cứ gửi con cái link á, hồi nãy con có nhắc một cái link cô gửi không? Con nhớ rồi nhưng mà con vẫn ấn như thế. Rồi, ok. Thôi mình học tiếp ha. Cái gì con cứ nói cô rồi. À, con thích học Zoom hơn hả? Nhưng mà tại vì hôm qua cô dạy cô thấy Zoom nó cứ bị ngắt ngắt á. Cô sợ sáng nay dạy con không được nên cô mới gửi cho con Google Meet hết chứ. Rồi, để cô gửi đây. Bài mình học tiếp nha. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ Tuệ nhìn vào bức tranh này nè. Tuệ trả lời cho cô nha. Look at this. This is the sea. The family is in the boat. And where is the ball? Câu này khó ha. Cái quả banh này thì mình biết trả lời là nó đang ở đâu. Trời. Where is the ball, Tuệ? The ball. Ủa? Vậy thì sao mình biết trả lời ở đâu ha? Thôi con bỏ qua cái câu này đi á, cái câu này mắc cười vậy. Chứ vậy thì mình đâu có biết, không lẽ mình nói là in the, ở trong không khí hả? Này mình sẽ nói là nó ở trong không khí hả? Hay sao? Phải không? Chứ giờ giờ nó đang ra khỏi cái tay của ông bố rồi mà nó cũng chưa tới cái tay của đứa con mà nó cũng đâu đã rớt xuống đâu. Đây, con sẽ chỉ cho con cái từ, ví dụ như có cái câu này mình sẽ trả lời sao ha. Con sẽ dùng cái từ này nè. In the air, it's in, ở trong không khí đó, ở không trung đó, it's in the air. Con có từ air là không khí. Nào, để nào. It's in the air. It's in the air. The air, con sẽ có cái chữ đó. Chữ air là nguyên âm. Cái chữ A á, thì chữ the con sẽ chuyển thành gì? It's in the air, ok? The air. Nào, and where are the birds? Nào, where are the birds? Này dễ hơn the nè. Bird. In the bird is in the sky. À, con sẽ dùng là the birds. The birds. The birds. In the skies. The birds are in the sky, ha? Hoặc là con sẽ chuyển thành cái chữ they are, ha? Hoặc là con chuyển nó thành they are cũng được. They are in the sky. They are in the sky. Okay. Rồi tiếp theo. Rồi. Tại hiểu cái tranh này chưa? Bây giờ là hiểu quá rồi luôn rồi đúng không? Bây giờ thấy nó dễ rồi đúng không? Tiếp theo nha. Rồi, bây giờ con có cái chỗ này. Đó. Con đợi cô xóa đã. Rồi, now, look at the cars and tell me what animal is it? Now, what animal is it there? What is this? What animal is it? This is a snake. This is a snake. And put the snake next to the tree. Bây giờ con vẽ một cái đường tới cái con rắn này, con đặt ở chỗ nào nè. Put the snake next to the tree. Làm xem. Con lấy cây bút á. Đúng rồi. Ok, that's right. And put the snake next to the girl. Put the snake next to the girl. Ui, my God. Okay. Put the snake next to the girl. Okay. Okay. Now check it. This is my answer. Xem nha. Oh, no. You're right. Here. Thì cô xem nhá. Rồi. Bây giờ nó không có. Tiếp theo. Bây giờ mình sẽ qua cái tiếp theo nè. Which is the cage? And circle it. Đây, rồi bây giờ cô sẽ xóa cái này ha. Rồi đúng rồi, để xóa. Rồi, vậy bây giờ nè, which is the cake?
hai cái hình này, cái nào là which is the cake vậy? And circle it. If it's a cake, you circle it. Circle the cake. Put the cake between the woman. Bây giờ nè, bây giờ con làm cái câu thứ nhất nè. Which is the cake? Cái hình nào là cái bánh đã? Rồi con hãy vòng nó lại. Nếu đó là cái bánh thì con vòng nó lại đã nè. Which is the cake? And circle it. Yes, that's right. And now number two. Put the cake between the woman and the man. Okay. The cake between the woman and the man. And which is the handbag? À, cái còn lại là cái túi xách đúng không? Put the handbag under the helicopter. Oh my God. Put the handbag under the helicopter. Okay. Maybe the helicopter bring the handbag to somewhere. Okay, it's okay. And now, another question for you. How many fish are there? How many fish are there? There are five fish. Yes, there are five fish. In the water. Yes, very good. In the water. There are five fish in the water. Okay, what's the boy doing now? Another picture. Bây giờ con có một cái bức tranh khác rồi nè. Để con xóa cái này nha. Right. Now look at another picture. What is the boy doing? Rồi. Nhưng mà. Không sao đâu. Con cứ để đó cũng được, không sao. Rồi. What's the boy doing? Nào Tể. Answer me. The boy is gì nhỉ? The boy is football. Is he football? Cái gì is football ta? Phải là the boy. Con sẽ có làm sao? The boy. Tự sẽ làm là the boy is. À, đang chơi bóng thì con sẽ dùng cái từ gì ta? Playing football. Is playing. Football. Football. Đúng không? Okay. Rồi. Ông cái bạn này chơi bóng với ai thì con sẽ làm là is playing football with. Ông này chơi bóng with, bạn này chơi bóng với ai hả? With if his dad. Đúng không? The boy is playing football with his dad. Nào, Tuệ đọc lại cho cô đi con. What is the boy doing? Playing football with his dad. Dad, okay. Okay, and another. Mình xem tiếp theo nha. Mình sẽ có gì đây? Rồi, bây giờ mình quay lại cái này đi đã. Bây giờ nào, look at this picture and tell me, what is the woman wearing? The mom wearing? What is what the woman wearing? The woman. Đây. Cô sẽ share với con, cô sẽ viết lại câu hỏi nha. What is the woman wearing? Wearing. Thì con sẽ trả lời cô như thế này. The woman. The woman. Tự nhiên bị gì vậy nè, bị gì mà nó lên cái cục màu đen rồi. Nó đang vậy trời. Con đợi cô xíu đi, cô share lại với con. Nhìn nó hiện lên gì màu đen không hiểu nữa. Con có thấy cái mảng màu đen không? Có. À, không biết bị gì luôn á, mảng nó bị gì á. Đây, để cô share lại nha. Rồi, bây giờ Tuệ sẽ có cái câu này mình trả lời rồi nhé. Rồi, câu tiếp theo cô gửi Tuệ là What is woman wearing? What is the woman wearing? The woman doing. Wearing thôi. Chứ wearing. In đâu?
Wherein thì con sẽ trả lời cô sao? The woman the woman dress. À, the woman, con sẽ trả lời sao? The woman is wearing. Wearing yellow dress. Oh, yellow dress, okay. And? And yellow. Yellow? The yellow, yellow shoe. Yes, very good. Okay, good job. And next, another question. And where, what is the girl wearing? The girl is sitting on the mat. Nè, cô hỏi là what is the girl wearing? She is the girl. The girl is wearing bạn này mặc áo gì ta? Gì mà nó dài dài áo phông à? Áo đó áo gì? Cái này áo có phải áo len không tệ? Cái này có phải áo len không? Không. Áo len hay là áo gì ta? Áo phông. Áo phông hả? À, thì con sẽ dùng t-shirt, no, not t-shirt, jacket hả? Hay là coat? Mình dùng jacket đi hả? Áo khoác đúng không? Hay là áo gì? Áo phông là con dùng từ gì nè? Shirt. Thôi con cứ là pink shirt đi. Con làm là pink shirt. Oh no, pink t-shirt. Cái này t-shirt nhưng mà nó cái tay nó dài ha. Pink t-shirt and yellow pants. Oh no, and trousers. And orange. And orange pants. Đúng không? Orange pants. Con biết chữ pants không? Con có biết chữ pants không Tuệ? Không ạ. À, con có từ pants là nó bằng với từ trouser đó. Con có biết từ trouser không? Trouser có ạ. À, đó, cái từ pants là nó bằng với từ trouser đó con. Trousers. À. Rồi, tiếp theo Tuệ sẽ có gì? Now I ask you, where is the duck? Where is the duck? The duck is on the water. It's in the water. It's in the water. Chứ không phải on the water. Con sẽ có là the duck is in the water. Right. How many bones can you see in the picture? How many bones? Ba này. Ui, tôi nhắm đây. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6. Ở đâu? Có mỗi 3 quả nhỉ? Thì mình sẽ trả lời sao? There are three bones. Yes, there are three bones in the picture. Now next, right, tiếp theo. Where is the flowers? White flower. White flower. Flower. Where is the white now? Để con đọc kỹ câu hỏi này. Where is the white flower? Where is white flower? Thì con sẽ trả lời sao? Rồi. Con sẽ trả lời The white flower next to the rose. Okay. Next to the mask cũng được Tuệ. Next to the mat. Okay. Tuệ, nhà này chưa nào? Tuệ có câu hỏi gì cho cô không?
Do you have any question for me? Có câu hỏi gì không con? Không ạ. Okay, good. We move to the next part. Rồi, bây giờ mình qua phần tiếp theo nhé. Okay, next. Oh, now you have three pictures here. And have you got a TV? Have you got a TV? Have you got a TV? Bạn có TV không á? Yes, I have. Good. Yes, I have. And where do you watch TV? Where do you watch TV? TV. Where do you watch TV? Bạn xem TV ở đâu à? Now, I watch TV. Con trả lời về đầy đủ cho con. Watching TV is living room. À, rồi, con sẽ trả lời cô đầy đủ. Con sẽ viết như vậy nè. I watch TV. Cái ví dụ cho cái câu này ha. Trả lời cho cái câu này. Thì con sẽ có I watch TV. I'm watching. In the living room. Yes, in the living room. À, con trả lời đầy đủ chứ con nói đúng thông tin nữa mà con sắp xếp còn lộn xộn đó. Rồi, next. Oh, what is this? Tuệ. Picture number this two. This is an. Con sẽ có là this is an. This is an armchair. Đúng không? Armchair. This is an armchair. Is it old or new? Is it old or new? Is new. Oh, really? It's new? Look at it carefully. It's here. Look at it carefully. Is it new or? Con biết từ new nghĩa là gì không? New là gì? À, new. Mới. Old. How about old? Cũ. À, vậy thì cái này mới hay cũ nào? Cũ. À, thì sẽ is old or new? Is old. Ah, is old. Okay, good. And what are these? À, Tuệ ơi, what are these? What are these? Đây là gì? This is trousers. À, Tuệ sẽ thấy nè, đây là từ these or are these. Thì khi trả lời con sẽ sửa lại là thành là these are. À, con sẽ chuyển thành these are trousers. These are trousers. Okay. Trousers. And are you wearing trousers? Are you wearing trousers? Are you wearing trousers? Yes or no? Yes. Yes, I. Yes, I. I gì ta? Yes, I. Có sẽ có gì? Yes, I am. Are you? Khi nào nào hỏi con là are you thì con khi câu trong câu trả lời của con sẽ đổi thành I am. I thì sẽ đi với em. Con cứ nhớ vậy là được. Ok. Good. Now, next. Mình xem tiếp theo mình có gì nhé. Ok. Thank you and goodbye. Oh, it's the end. And that's all about our lesson for today. It's easy. And do you want to play a game? Con muốn chơi game không? Có. Ok. I say with you again. I said, which game do you like? À, con có thích chơi cái game mà tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh không? Có. Okay, I said. Không đoán được hết. Okay, cô sẽ tìm hết thôi. Nó có nhiều loại mà. Rồi để cô xem để nha. Dễ mà.
chơi rồi đấy mà. Ở trên trường con sắp thi chưa? Trên trường Tuệ sắp thi học kỳ chưa? Con thi xong hết môn rồi. À, thi sớm vậy á hả? Con thi học kỳ 1 hết rồi hả? Vâng. Ừ, con có làm bài được không? Dạ có ạ. À, rồi bây giờ để cô xem với con game nhé. Để xem nào. Ok. Okay, here. Find the difference. Đấy, con xem nha. The first one. Đấy. À, để cô xem cái này là mình có mấy điểm khác biệt đây. Find three differences. Find the three differences. Có 3 điểm nha. You have 90 seconds for each puzzle and for questions. À, con sẽ có 90 giây cho mỗi hình và có 4 câu hỏi. Okay, now let's start. For number one, look at this and do it. Now, let's start. Three differences. Cái nào con tìm thấy được á, con lấy cái bút á, con vòng lại. À, con tìm một cái rồi. Ok. Con tìm một cái rồi. Xong quăng lại cô. Ok. À. À, ok, that's right. Tôi buồn nhỉ. Number gì three. Okay, and once more. Number three. Where's number three? Number three. Wait. It's a tree, don't worry. Difficult to see. Con nhìn cho kỹ thì con mới thấy cái điểm đó đó. Quá, chơi trò này khó quá. Tìm được 2 điểm rồi. Now, look at it carefully and you'll find it. Yes, very good. You are smart. Okay. Thôi lúc đầu cô chơi cô cũng không tìm thấy cái điểm đó luôn. Now see it. Mình xem thử nha. Mình xem câu trả lời nha. Okay. Đây là xem được cái gì không nhỉ? Now, 2-1, and the answer is, look at the answer. Okay, the same like the S or not? Okay, the same with you. Here? Yeah? Oh, come on, okay, very good. Now, next. Tiếp theo nha, Tuệ. Tranh tiếp nha, con. Hả? Tranh tiếp theo nha. Yeah. Two. Okay, I... Now wait. Right, okay. Okay, do it. Now three difference. Cái này có khó. Nhiều quá rồi. Lại khó thế. Đi đâu mà khó, mệt không à. Rồi con tìm đi. Ủa sao từ nãy giờ chưa tìm thấy cái nào à? Con nhìn cho kỹ đi. Ủa sao lọc con rúng à? Tài nhỉ. Trời ơi, ôi chết. Ui, không tìm thấy cái... À, y. Yes, one. Now more, two. Ui, sao khó thế?
Nhìn cái nào nó cũng giống nhau thế. Ui, sữa chua gì đã hết rồi. Now, wait, and cô sẽ đợi Tuệ thêm tí xíu nữa nha, rồi con nhìn cho kỹ xem. Ui. 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 U. U. I. A. Trời ơi, dữ quá vậy trời. Như thế. Còn luôn. Rồi xiết nha. Mình bây giờ mình xem nha. À, để mình tìm xem nào. Nhưng mà hết thời gian rồi. Ok, see the answer. Cô xem nha. One, I think you have one. Ok, here. This one is shorter than this one. Oh. It's longer. Ok. And it's chain here. À, cái mặt này nó quay qua đây, còn cái mặt này nó quay qua đây. Ok. Ok, now number 3 Tuệ. Move to number 3. Cố lên nha. Cố lên, number 3. Oh my God. Trốn ở đây được mấy ông? Ok, Ôi tôi. Không sao có nhìn cái nó gì giống nhau hết vậy Tuệ? Sao cô cũng thấy nó giống nhau không tưởng ạ? với giống nhau thôi nhưng mà nó vẫn có điểm khác biệt. À, cô nhìn thấy một cái rồi. Được. Chả lấy cái gì nữa nhỉ? Ở trên cái đĩa thức ăn nha. Miệng thức ăn. Làm gì có Salad. trái cây? À, cái đĩa mà có salad đó. Salad. Có Wow. à. Lo con giống nhau mà cô. Ừ? Đâu, Con thì có select bên này, select bên này, select này, select này, select này. Ủa, hai bên nó vẫn giống nhau mà. Đâu rồi mà nó hết rồi ta? Cái gì sao nhìn nó cũng giống nhau này? nè, con nhìn cái dĩa này với cái dĩa này xem. Yes, that's right. And once more. Còn một điểm nữa kia Tuệ. Có xem được có cái nào nó dài hơn cái nào không? Xem One cái nào nó có dài hơn cái nào không. Hết rồi cô. Thế rồi hả? Rồi mình xem nha. This is the answer. Now look at the answer. Okay, one, two, three. Ah! Con nhìn thấy cái này để xem giống cái của Tuệ không. À đây giống đây nè Tuệ, cái cọng mì này nó dài hơn này con. It's Nào. longer. Ok, làm this one and next the last one. Bây giờ mình tới hình cuối cùng nha. Let's try for the last one và xem hình cuối nha. It's more difficult. Look at it. Can you find? Ủa? Cái gì vậy trời? Mà không có nhìn thấy cái gì nữa. Con vẫn nhìn thấy hai cái giống nhau lắm nhưng mà nó vẫn có.
Ui, cái này đi nhanh đi. Cô không thấy điểm nào luôn có tệ. Rồi. Nhưng mà những cái mục ký vào không lại lo. À, con thì thấy một đặc điểm rồi. Không. Đó đi. Em bé này cười với em. I see, I see. He's open his mouth. Wait. Ủa, hết rồi hả? Chưa hay sao ấy? À, thấy một điều nữa rồi. Hay quá vậy. Sao con? À, it's longer. The tail is longer. And what's more? Một điểm nữa đi tệ. Sao cô không thấy điểm nào luôn á? Anh thấy cái nào nó cũng giống mấy con. À, cô cũng thấy vậy. À, đâu? Đâu? Ah, okay, very good. Now see the answer. Look at the answer. He where the answer. Đâu rồi, sắp xếp nào còn cái gì nữa. Very good. Không, chỉ có 3 điểm thôi. Đúng rồi, okay, good job Lệ. Very good. Cái hình này khó mà con cũng tìm ra được đó. Okay. Đa số. Rồi, vậy thôi, hết rồi. Okay, very good. Now. Do you have any question for our lesson today? Con có câu hỏi gì không nè? No? Okay. If you don't have any question, we stop our lesson here. And see you next time. Bye-bye, Tuệ. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Okay, bye-bye, Tuệ. Cô tắt nha.